Dạ, em chào anh Nhàn. Thì theo em biết thì mình xử lý đáy ao của mình xong rồi đó anh. Thì mình có thả cái giống là sú già quá ít gì siêu âm chính đó. Thì không biết do đâu anh biết tới cái sản phẩm là sú già quá ít gì siêu âm chính, cũng như là cái mình chất lượng của cái tôm giống này như thế nào vậy anh? Nói chung là mình hồi trước mình không biết tôm già quá này, 39 này thì mình thả tôm cà gem. Thì tôm cà gem rồi đã anh. Thả nó mình thả cũng mấy một mùa có mấy vụ mà nó không đạt mà nó chậm lớn. Dạ. Rồi mình có cái ông bạn anh bảo kế bên đó. Dạ. Bên đó rồi anh thả tôm này nè. Rồi mình mới hỏi, mình tìm hiểu, mình hỏi ảnh. Rồi anh chỉ. Rồi như Hiệp này nè. Dạ. Là bên thả tôm nè, mình cũng kiếm cho nguồn gốc cho nó rõ ràng. Dạ. Rồi mình ba mình thấy quýnh đáy rồi đó, mình giờ mình bắt ba thùng tôm mà hồi đó mình không biết, bây giờ mình hỏi ra, bây giờ cái dịp này cái vô hướng dẫn cho mình bắt ba thùng mình thả. Dạ. Ba thùng là được tặng ba men không anh? Ba thùng là tặng ba bịch men này nè, ba bịch men là 39 nè. Dạ. Rồi cách mình thả xuống tổng mọi người đó đầu mình thấy là tôm nó đạt lắm á, nó đạt. Mà con tôm là nó, con tôm này là đúng là con tôm này nó mắc tiền nha, nó mắc gấp mấy lần 4-5 lần tôm. Dạ. Kia đó, con tôm kia gì mình bắt có 20 đồng à. Dạ, nhưng mà chất lượng này tốt hơn, nhưng mà phát triển nhanh hơn, phát triển nhanh dài đòn hơn mà lại nó có bệnh hơn con tôm lúc trước nữa. Dạ. Con tôm trước mà cà gem mình thả xuống đó thì chừng tháng à, rồi nó đằng chiếc đũa rồi từ từ thấy mắc tiêu hết trơn, mà con này mình thấy là hiệu quả đó. Mình dạ. Tháng mấy nay là thấy là đầu ngón tay trở lên mà tôm rất đẹp luôn. Dạ. Mà con tôm này nói chung nghe cái câu á, nó dày đòn mà mình bắt lên ơi, là hồi mà lúc mà mình nuôi tháng đó, mình bắt mình gặp một con đó, bắt lên cái câu nó dày hơn con tôm kia rất nhiều. Dạ. Luôn đẹp hơn luôn, tôm phát triển tướng cái hình dáng tôm nó đẹp, đẹp phát triển đó. Căng sức luôn. Thì mình có xài sản phẩm rồi thì mình cũng biết hiệu quả đó anh. Thì không biết là nữa, nếu mà quý bà con xung quanh đó thì không biết anh Nhàn có sẵn sàng giới thiệu tiếp quý bên công ty em không? Thì bây giờ mình nói đó là hiệu quả rồi, bà con này ở gần đây này, tôi bà con cũng chưa nuôi, bà con cũng chưa có tin như tôi rồi đó. Dạ. Tôi làm cái này rồi, tôi thả tôm giao quá này đó, một tháng tôi thấy hiệu quả. Nếu mà một tháng sau nữa là mình bắt được đó, bà con mình cứ, bà con nào có cần thì mình chia sẻ với bà con. Dạ. Thì cái sản phẩm công ty cái men này nè với tôm giao quá nè. Dạ. Thì mình chỉ ngay chỗ Hiệp á, rồi mình chỉ cái trời ơi, nghề nuôi như tôm này là đâu có ai giấu ai được đâu. Dạ. Đó, mình chỉ chia sẻ cho con mình tôm này mình thấy là, bà con ơi, tôm này mình thấy là nó hiệu quả đó. Dạ. Mà nó nghiêng có mắc tiền nha, mắc tiền sự thật là mắc đó, mà nó hiệu quả 90% luôn đó. Dạ. Tại vì cái thời buổi này thì nuôi tôm nó cũng hơi là khó khăn á. Ừ. Nắng mưa thất thường nữa thì đa phần thấy nếu mà mình cứ nuôi theo kiểu truyền thống hoặc là thả tôm cà gem á thì cái hiệu quả nó rất là thấp, thì rủi ro nó là thiệp cao nữa. Bởi vì bên công ty em có cái sản phẩm là sú già quá chi siêu âm chính đó, cũng như là cái men này nè, cũng một phần là cũng cải thiện được cái vấn đề đó, mình giảm rủi ro giúp bà con nâng cao cái hiệu quả. Thì cũng cảm ơn chỗ anh Nhàn đã chia sẻ cho em là cái hiệu quả của cái tôm giống. Thì cũng chúc tôi có lưu lại cái là như bà con á, từ khoảng nước mặn đó, từ khoảng 15 phần ngàn thả con tôm này nó cắt đạt, mùa mưa này thả nó cũng đạt mà nó hơi dở hơn cái lúc mà cái nước 15 phần ngàn. Bây giờ nước trong ao tôi đó chỉ là có 3 phần ngàn thôi mà tôi thả thấy nó hiệu quả đó. Dạ. Yeah. Tốc độ lớn nhanh này, đạt đầu con hơn á. Đó, vậy đó, chia sẻ bà con mà coi có gì thì gần rồi đó nè, có biết Nhàn nè. Thì tôi cũng hồi đó cũng nhờ anh bạn đó. Dạ. Yeah. Qua cũng hỏi ảnh rồi anh chỉ, rồi qua Hiệp này nè mới biết kêu vô, rồi mình mới làm ao đáy, rồi bây giờ mình thấy nó hiệu quả lúc trước rất nhiều. Làm theo có một cái quy trình nuôi nó hoàn chỉnh không anh? Hoàn chỉnh. Đó, thì rồi bà con thấy nước nôi đó đẹp luôn, trước là rất nhiều luôn đó, hồi trước là đâu có được như vậy đâu. Là nước bây giờ con cà rêu đó mình thấy là xúc lên là thấy con cà rêu là nó đạt luôn. Thì để em với anh mình đi xúc xuống ra kiểm tra cái lượng thức ăn còn nữa ha anh nha. Xúc bà con coi con cà rêu. Hồi trước vô mình là không có con này luôn nha. Nó đi theo dây dữ lắm bà con ơi. Con thấy không này nè, con cà rêu nè nó búng nè, quá trời luôn rồi. Mà xúc vô ly vậy coi anh. Để tôi đưa vô ly cho bà con coi nó rõ hơn. Đó. Con cà rêu nè, đó. Gãy men chỉ có lần này lần thứ 3 mà con cà rêu nó lên cỡ này luôn.
Nó tạo thức ăn cho tôm. Màu nước rất đẹp anh, màu nước này màu màu vỏ đậu. Màu vỏ đậu. Con cà riêu nè. Hồi trước trong vuông là không có, mà gãy từ mấy bịch men này là con cà riêu nó phát triển rất nhiều luôn. Dạ. Duy trì tới một tháng mấy mình vẫn còn cái lượng luôn đó anh. Còn. Thì bây giờ mình thấy tôm mà với mình có mà tiền thì mình gãy cử, bây giờ không cần gãy nhiều nữa, nửa tháng gãy lần cũng là nó cũng hiệu quả nữa. Dạ. Chứ mình đừng có không gãy thì nó không thiếu thức ăn thì đủ cho tôm đâu. Không duy trì cái nó mất cái mầm á. Nó mau lớn. Dạ. Rồi. Con thấy bữa càng nha, cà riêu nè, lội nè. Quá nhiều quá em luôn anh. Quá nhiều rồi. Rồi cũng cảm ơn chỗ anh Nhàn đã chia sẻ tiếp em ha. Rồi, cũng chúc anh có một cái vụ nuôi thành công. Rồi, cũng cảm ơn. Rồi, anh cho anh.